Dạ, con xin mến chào tất cả cô chú, chào mừng cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay tiếp tục ghé lại vườn của em Song tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cô chú. Giới thiệu đến cô chú một lô cây mới nữa. Đặc biệt hôm nay cũng có nhiều cái cây bonsai đẹp cho mình lựa chọn ha. Mặt hàng đa dạng thì để chi tiết hơn cây gì đó thì em sẽ giới thiệu cụ thể cho mình ha. Con thấy rất là nhiều gọi luôn hôm nay. Rồi anh chào Song ơi. Dạ, chào anh Khánh, chào tất cả cô chú đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Thì bonsai Long Thạnh Cơ hôm nay xin được giao lưu đến cô chú anh chị một số cây phôi, đặc biệt là cây thành phẩm này nhiều nha. Phôi thì ít, Rồi. thì nó có linh sam, rồi sam gạo với sam hương, rồi mai nữa, rồi trang bông trang ha, cũng có nhiều loại bông giấy hoa giấy ha. Hôm nay hàng thành Dạ, phẩm nhiều em đa ha, dạng. hàng chơi Dạ liền được ha. dạ Đa dạng. Rồi. thì nhà vườn con số điện thoại là 0824 318 418, cũng là số Zalo con ạ. Giờ Dạ. mém quên luôn. Rồi đổi vô luôn em ơi. Cây đầu tiên. Dạ, Này cái đầu là tiên cây là cái rễ hoa giấy ạ. rễ hoa giấy. Dạ, ghép cẩm thạch này vô cái chậu. Vô cái chậu cũng dễ thương ha, Dạ. chậu tượng dễ thương luôn chú ơi. Đây. Này để Cây bàn. có chiều cao là 22. Hoa giấy Dạ, cái này siêu hoành hoa. hoành này thì chắc cũng bằng ngón tay thôi. Ngón tay thôi. Dạ. Cây để bàn ha. Rồi. Dạ, cây số 1 này con xin Zalo là 300 ngàn, con ship luôn cái chậu này cho mình ha. 300. Dạ. Rồi, đổi luôn em ơi. Tiếp tục luôn, số 2. Số 2 là một cây linh sam sông Hinh. Cây nó co nó rất là quái ha, tay cành đầy đặc ha. Dạ. Cái co của nó rất là đẹp luôn, toàn bay. Này. Dễ cũng dễ quái ha. Rồi. Cây này thì nó do là con lặt lá ha, lặt lá cho mình nhìn được những cái thân cái tay cành của nó ha, thì về là nó sẽ đâm lá mới cho mình. Chiều cao là 30. Cái con này đẹp nè. Dạ, tổng tán bay là 38, mình ở vị trí này là 14 ha, Dạ. cứng 14, chốc tính 14. Rồi, cái này giá sao đây em ha? Dạ, cái số 2 này con xin Zalo là 650 ngàn, bao ship luôn cái chậu này cho mình luôn, chậu chậu kiểu chậu sành. Luôn chậu đẹp luôn ha. Dạ luôn, chậu đẹp nguyên cái chậu luôn. 650. Dạ. Sam sông Hinh bông chùm không ha chú, Bông rất là thơm. Cây thì liên lạc ha, sạch sẽ luôn cái chậu đẹp. Rồi, tiếp luôn. số 3 cũng là sông Hinh, sam sông Hinh ha. Sông Hinh. Dạ. Tương tự cây kia nhưng mà cái Dạ. dáng khác ha, cái thân khác, cái thân Dạ. quái khác. Thân Này, nó cũ thằng lá nè. quái. Chỉ cành lớn lắm không Dạ. chú? Tay cành lật ha, tay cành này Dạ. nuôi từ nhỏ luôn, Đây nè. cây lượng rất là đẹp, cây nó co nó khít co à. Khít luôn à. Dạ. Cây có chiều cao là 30, tổng cái tán bay của nó là 43, Rồi, hai cây sam là đẹp đâu chú? hoành đầu vị trí này là 15 ha, 16, 16. Rồi. Dạ, cái số 3 này cũng 650 ngàn, xếp luôn cái chậu này, chậu gớm cho mình. 650 luôn, Dạ. chậu mới luôn heo chú, Chậu mới. chậu mới luôn, về chân đẹp mắt luôn. Rồi đổi giúp anh luôn ha. Số 4 là một cây sam hạt gạo Sam tàn gạo. tự nhiên, chậu chậu mẫu hay đi con ship luôn cái chậu ha. Cây tàn tự nhiên cái form nó rất vãi, cây này nếu mình về mình vô cái chậu hột xài nó cũng được, để cái bức tượng ở đây nó làm cái cây bonsai nữa. Rồi. Chiều cao là 22, tổng cái tán của nó là 40, hoành đâu vị trí này là 12 ha, trên này thì nó chín. Chín ha. Dạ, Rồi, sam gạo thì tàn tự xem hạt nhiên. gạo Bông mà nó lên thì nó dày lắm, dày như lá luôn. đường kính chậu là 22, 21 ha. Dạ. Đây cái tàn nó form nó sau lưng là nó tròn quay ha. Cái số 4 này con xin Zalo 300 ngàn. 300 thôi em Dạ, ha. 300 xếp luôn cái chậu cho mình. Rồi, đổi luôn. Trồng nhựa. Cái này khá to nè. Cây số 5, cây tàn bay ha. Về mình có thể mình cho nó mình vô chậu mình cho nó hơi gì chút xíu. Dạ. Cây này thì con rút chậu tại cái chậu này nó dài quá. Chậu. Rồi, cái này thì rút chậu. Cây có chiều cao là 30. Tổng cái tán bay qua đây là 74. Khá là to ha chú, Dạ, tán bảy bay. mấy.
Hoành là vị trí này là hơn 13 ha, tính 13 ha. Rồi, thân hoành được 13. Dạ. Củ đế. Có củ đế luôn. Dạ, mã số 5 này con xin Zalo là 500.000 luôn ạ. Bao ship cho mình ạ. 500 thôi chú ơi. Dạ, cây 500. To luôn. Tàn bay của nó là dễ dàng ha. Form tròn. Dạ rồi. Số 6 là một cây sam núi trái. Sam núi trái. Dạ. Cây mini để bàn. Để bàn là sữa thân lượng lượng ha. Dạ, có sữa nước dây nè. Dạ. Dễ thương. Cây có chiều cao là 30. Tổng cái tán ngang của nó là 32. Quạnh vào vị trí này là 9, hơn 9, 9 ha. Rồi. Dạ, cái thứ 6 này xin Zalo là 400 ngàn ạ. À. Xếp luôn cái chậu gốm cho mình ạ. À. Chậu đẹp luôn ạ. À. 400 thôi em hả? Dạ, 400. Vừa cây vừa chậu mà bao ship luôn. Dạ, bao ship luôn. Quá mềm luôn. Rồi, tiếp em ơi, giờ vô trong kia luôn. Số 7 là một cây linh sam siêu bông. Sam siêu bông. Dạ. Vì mình hai chậu có thể là mình cho nó đổ gì ha. Rồi. Dạ, cây đậu. Trồng lại dán đổ cũng được. Dạ. Cây có chiều cao là 22. Tổng cái tán bày còn đây là 55. Vành đầu vị trí này là Vị trí này là 16 ha. 16 ha. Dạ. Đủ cũng to. Rồi, cái số 7 này con xin Zalo là 350.000. Là vui chút liên lạc ha. Cái cũ cũng liên lạc khá to. Này. Mình cho nó đổ gì nó thì rất đẹp ha. Đây, về trồng cái chậu ống ha. Rồi. Dạ, 350.000. 350 thôi. Tiếp tục luôn. Một cái bệ cũ dạ, Mỹ cam ha. Mỹ cam. Mỹ cam này đặc biệt cái bệ của nó nở ha. Nó nguyên một cục thịt nạc như là cái củ Mỹ cam ha. Dạ, nguyên một cốt ha. Một củ luôn. Dung đặt cho đó em ha. Dung đặt dạ. Năm thân. Năm. Cây lên khỏe ha chú. Cây này. Dạ, cây có chiều cao là 22. Tổng cái tán ngang là 33. Này đo cái bệ cũ luôn. Đúng rồi. Bệ đặt nó đi. Bệ đặt này là 43. Nhân cục thịt luôn. 43. Dạ. Cây này con xin Zalo là 300 ngàn ạ. 300 thôi em hả? Dạ. Quá dễ chơi luôn ha. Dạ. Bây giờ. Này đưa vô đặt như thế này. Cái chậu gốm mình đã giống nãy tròn tròn hay đưa vô đưa cục thịt lên này đôn đế lên chút xíu nữa. Chừa năm thân dạ. Cái này về không bao lâu nữa mình có thể đệm dây luôn. Dạ, cái này mình dèm vô dây được rồi nè, đệm dây được rồi nè. Cây dài. À. Dạ, mã số 8 này 300 ngàn ha. 300 thôi. Tiếp tục luôn. Số 9. Cũng 300 ngàn. Mini quá dễ thương. Mini. Luôn. Cái này để cái nó đụng nó. Rồi. Này ép chậu để bàn dễ thương. Rồi, có chiều cao là 15. Tán ngang là 28. Hoành cái vị trí này là 11. Cây này đế bài ha. Đế sắp đế từ nhỏ, cây sắp đế từ nhỏ. Rồi. Đế rất đẹp. Thấy à? Dạ. Rồi, cây này cũng 300 ngàn ạ, à. Cây số 9 ạ. À. 300. Dạ. Rồi, đổi luôn. Đánh ngay ngay. Tiếp tục luôn. Dạ, cái khổng. Cây số 10. Cây số 10. Dạ, là một cây sam hương Đài Loan ha, cái này ép chậu lá nó giờ thành như lá sam núi, nhỏ hơn lá sam núi nữa. Rồi, lùng lực em ha. Lùng lực đế tứ diện, đế đều từ. Rồi. Đế tứ diện luôn. Cây có chiều cao là 22. Nuôi tương lai là cây đẹp nha. Dạ, tổng cái tán bay nó qua đây là 42. Hoành bao nhiêu đây? Dạ, hoành đâu vị trí này là 36 ha. 36 hoành. 36 hoành. Đế thì nó xè cũng đều hết trơn em ha. Dạ, đế xè đều hết. Đây, đế xè đều hết. Dạ. Cây số 10 này con xin Zalo là 900 ngàn ha. Con rút cái chậu này ra. Cây số 10 này 900 thôi em ha. Dạ. Lùng lực, trực lắc lùng lực thế chú. Dạ. Này rất là lùng ha. Nuôi tay cành có sẵn hết trơn rồi. Đầy đủ hết luôn. Rút chậu dao thôi, cái chậu nặng lắm. Đưa vô cái thùng mút mình chịu không nói. Cũng đúng chỗ luôn á. Dạ. Tay cành đóng đúng chỗ luôn. Dạ. Đây, tán nó dày luôn. Tán 900. 900, dạ. Dạ. Cây này đẹp quá chú ơi. Cây này nuôi mai mốt là cây đẹp. Rồi, khổng ba lô ha. Rồi, cây 11. Siêu mini luôn. À, mai mai mini. Dạ. Mai này ghép ha. Ghép cúc. Cúc gì? Cúc thọ hương. Cúc thọ hương. Cúc trăm cánh. Rồi.
báo là cúc đi ha. Cúc đi, giúp cúc. Cây có chiều cao là 15, tán ngang của nó là 19. Rồi. Hoành bằng ngón tay ha, có củ đấy, hoành nhỏ bằng ngón tay út. Rồi, như dạ. Em. Dạ, cây này 250, bao ship. 250. Dạ. 250. Rồi, đổi luôn ha. Ghép cúc phải không chú? Dạ. Chơi bonsai ép chậu để bàn như giống 12. Như khi mà nó ra lá vậy nè ha. Có dạ. Cái chậu nhỏ nhỏ mình để vô đây mình chưng cầm đi chơi luôn. Cây đang quất bông ha. Về có bông sẵn chơi luôn. Dạ. Cái cúc ghép nó nằm đây nè, mới mốt nó ở liền bích luôn. Dạ. Cây có chiều cao là 12. Tán ngang là 20. Mình cũng bằng ngón tay út ha. Cũ đấy. Rồi dán vô đây. Dạ cũng 250 à. Cây mã 12 250 luôn. Đang búp bông cho mình ạ. À. 13 giống vậy luôn. Dạ cũng 250. Cũng ghép luôn. Hết, ghép một màu hết. Ghép cúc thông số dạ. Cũng vậy thôi. Dạ, thông số cũng xem với nhau thôi, cũng gian vậy đó, ba cây. Cũng 250 ha, 13. Ép chậu thôi chú, chơi dạ. Khác người ta. Về mình ép vô cái chậu giống gì nè, tại hết chậu rồi không có ép. Cây 14. 14 là một cây sam trái. Sam núi trái, dạ. Cây mini, cây để bàn. Cây đường thân nó lượng nó rất là khéo luôn, nó cục đế này nó rất là đặc luôn nè. Nó khéo đặc, nó không có hở. Cây có chiều cao là 19. Tổng cái tới ngang qua đây là 22. Quỳnh nó vị trí là quỳnh như này. Quỳnh mờ quỳnh chính ha, chính giữ chính thôi. Cầm tay để hoàng dạ. Thôi. Rồi 350.000 con bao xếp luôn cái chậu về cho mình luôn. 350. Nè, rất là khéo luôn. Thứ xếp tới nhà luôn. Dạ, xếp dạ. Tới nhà. Có chi cành hết trơn của chú mình. 15, cây tàn bay cây sam 86 thôi. 86 tàn bay, tàn này nó dày đặc hết rồi. Về là chơi liền luôn cô chú anh chị mình, nó dày hết, dày tàn. Rồi. Cây có chiều cao là 22. Tổng cái tán bay của nó là 47. Hoành. Con đôi vị trí này là 13. Dạ. 13. Cái này con xin Zalo là 350 luôn ạ. Con báo phía cho mình ạ. 350. Dạ, 350. Cây dày tàn hết rồi. Rồi, đổi luôn. 16. Cũng là lên sam. Cây này sông Hinh. Sông Hinh. 16. Dạ. Rồi, sông Hinh ha. Dạ. Cũng sắp đế của chú ha. Sắp đế, đế 24 giờ ha. Rồi. Tứ diện. Cây có chiều cao là 17. Tổng cái tán ngang qua đây là 35. Hoành con đôi vị trí là 16 ha. Rồi hoành được 16. Dạ. Rồi cái này con xin Zalo là 400.000. Dạ cây sắp đế này nó hiếm ha. 400. 400. 17 chày xem nó trái. Trái cắt lục lực ha. Dạ lục lực. Cái này chỉ 250.000 thôi. Cây có chiều cao là 17. Tổng có tán ngang qua đây là 25. Này đo vị trí này đi ha, chứ hoành nó 15 ạ. Dạ mã 17 này 250 ạ, không bao ship cho mình ạ, xem đối trái ạ. 250 thôi dạ. Chú à. Rồi, dễ thương ha. Rồi đổi luôn. 18 luôn. Một cây sung. Sung tông cao. Dạ. Lô đế này bê đế thú ha. Này cũng dễ thương nữa, chú chơi không cao cành gớt ha, điểm cái chi tử ở dưới, chơi mẫu tử cũng hay. Cây có chiều cao là 48, tổng cái tán ngang trên đây đi là 25. Có cái tàn nhẹ nhẹ. Mình này đâu vị trí này ha. Đâu vị trí này là 17 ha. Rồi. Dạ cái này 500 con bao ship, phát ship luôn cái chậu lên cho mình luôn ạ. À. Luôn chậu em hả? Dạ ship luôn chậu. Thì dễ thương của chú, mình dạ. Muốn mình đánh cành gớt xa chút. Cái này thì nó cành nó xuống gì nè, đúng rồi. Đụng cái nó. Rồi, 500. Tiếp tục luôn. 19 là một cây sam siêu bông luôn. Siêu bông luôn. Cây đế quái, đế thú. Cái này cục già to em à. Dạ, già, nguyên cục đế luôn. Cây có chiều cao là 38.
Tổng cái tới ngang qua đây là 47. Quỳnh nó vị trí đây là 14. Dạ mã 19 này con xin giao luôn là 350 ạ. 350. Đế thú dạ. 350. Cây này cây cao ha. Cây thân sạch sẽ liền lạc sạch sẽ, ha. Dạ. Tiếp tục luôn. 20 là một cây sắp đế sam ghép tím than ha. Dạ. Đế 24 giờ. Tím than. Dạ. Cây có chiều cao là 19. Tổng cái tới ngang qua đây là 29. Nơi sam nhiều hả? Dạ. Sống ha. Dạ, hoành 14 ạ. À. Linh sam là nhiều. Sam. Mã 20 này là cũng 350 ạ. À. Giá rất mềm luôn. Dạ, 350 bao ship về tới nhà. Dạ, đủ kích cỡ lựa chọn ha. 21 là một cây sam núi trái luôn, rất là quái ha, như con thú ha. Sam trái. Cây có chiều cao là 32, tổng tới ngang qua đây là 36. Còn đâu vị trí này ha, vị trí này là 18 ha. Dạ. Dạ cây này cũng 350 ạ, mã 21 đang bao ship cho mình ạ. 350 cây tay cành này đủ cho mình ha. Dây 350. Dạ cây liền luôn. 22 là một cây sam hương luôn. Đế tứ diện ha, sam hương. Dạ. Cây này ép chậu lâu lắm, lá nó nhỏ rí rất là đẹp luôn. Cây có chiều cao là 24. Tấn ngang là 37. Hoành nó vị trí này là 20 rồi. Cũng 350 rồi, mã 22 này cũng bao ship cho mình luôn ạ. 350.000. Sam hương ha. Rồi, tiếp luôn. 23 là một cây me quái ha. Cây me quái. Cây me. Me này độc đó. Độc lạ luôn. Nó đi một đường đây ra đây cái nó quấn cục đây. Dạ. Cái này thì à, nhìn khác biệt. Mới ép chậu này lại ha. Bao sống mình cứ yên tâm ha. Cây có chiều cao là 25. Những tấn ngang đây là 23. Quành này chắc cân bằng ngón tay ốc ha. Ngón tay thôi. Dạ ngón tay ốc. Nó được cái quấn cục cái này. Quái. Dạ, dạ mã 23 này con xin giao lưu là 250 ạ. 250. Dạ. Rồi, tiếp luôn. 24. Đây cũng quái luôn. Chơi cái hệ này khác biệt nha. Đó, quái một cục luôn. Cây này cực kỳ luôn á. Dạ. Nó lên có cộng nhỏ xíu đây à, bắt đầu nó dạ. Cuộn lại bên đây nè. Cái này vô dây hơi ấy, cái này mình cắt bỏ cái này luôn, cục này luôn, loại cục thịt này ra thôi ha. Rồi, cắt hai nhánh này bỏ luôn. Cắt bỏ luôn. Dạ, bỏ hai nhánh này luôn lấy là nó còn cục trên thịt. Lấy cục trên. Rồi mã 24 cũng 250 ạ. Có chiều cao là 19 ha. Rồi được. Tấn ngang là 25. Rồi hoành nó cũng bằng ngón tay ha, nó được cái cục đế thôi. Rồi 24 cũng 250 xíp luôn cái chậu cho mình ha. Nhỏ mà kiếm mấy cái này khó kiếm lắm. Dạ. Kiếm quá 25. Nè, quái. Này nó còn đế cho đây nè. Cái này mà nó ra form nó dày lại thì rất là đẹp. Tại cái này mới vô nước dây đầu tiên ha. Không lặt lá bớt. Rồi, hên quá. Cây có chiều cao là 18. Tán ngang là 25. Rồi, hoành nó cũng bằng ngón tay luôn. Rồi củ đế. Mã 25 này cũng 250 ha. Mình ship luôn chậu cho mình ha. Rồi, 25, 250. 26 cũng là me luôn. Me luôn. Mini luôn. Cây này thì cái chậu gốm đẹp ha. Mà có 200 thôi. 200 dễ hả? Chơi. Dạ. Chiều cao thì nó có 11 à, 11, 12 à, tới ngang thì 21, hoành nó cũng bằng ngón tay. Mình chân mình nhìn mặt này nữa. Dạ, oh. Đó, mặt là mặt tiền. Đó. Dễ thương lắm. Rồi. 200 ngàn mà 26 luôn ạ. À. 200 thôi. Tiếp tục em ơi. 27. 27, một cây trang vàng. Dạ, một cây trang vàng. Một cốt. Một cốt. Cây có chiều cao là 59. Tán ngang thì nhỏ ha, tán ngang là 28. Hoành của nó vị trí này là 15. Cây có củ đế cho con thường chậu ha, trông sâu một chút ha. Yeah. Mã 27 này con xin giao luôn là 300 ngàn ha. 300 ngàn bao xiết cho mình ha. Rồi, 300.
tiếp tục 28 cây chăn đỏ, chăn đỏ về đệm dây luôn được. Dạ, cái củ đế rất là dữ ha. Về mình thay chậu đệm dây luôn. Dạ, đệm dây vô cái một luôn. Thì đặc biệt cái thằng chậu lát rất là lâu rồi cho nên cô chú mình yên tâm ha, về là chỉ có vô dây thôi chứ không có. Chiều cao là 25, nắng ngang thì 34. Cái này đẹp luôn chú, cái này đế cũng đẹp luôn, thân sạch. Hoành ở đâu vị trí vậy là 23. 23 luôn. Đế rất là sạch luôn. Này đế một cục. Dạ, 28 này cũng 300 ngàn thôi. Bao xíu cho mình. 300 thôi em ạ. Dạ, 300. Cây này quá đẹp luôn, trực đa. Đế có luôn. Rồi, tiếp luôn em ơi. 29. 29 là một cây sam. Rồi, cây này. Sông Hinh. Sông Hinh. Dạ. May là nó ra toàn cũng mạnh rồi nè của chú ha. Dạ. Đó. Cây có chiều cao là 50. Tổng cái tán ngang qua đây là 80, 90 ha. Rồi. Hoành con đôi vị trí này nó là 31. Cứng 31, cứng 31. Này. Đế thì nó cũng đều ha. Có cái củ cũng nở. Dạ, luôn em củ. Ha. Dạ. Củ nở, một cốt lên hai thân như nè. Tàn đó. Tàn đa. Dày. Cái cốt chi nuôi đó nè. Dạ. Tài cành nó cái. Rất là lực luôn. Rồi mã 29 này con xin giao lưu là 2.300.000 ạ. 2.300.000 con ship luôn cái chậu này cho gậu cho mình luôn ha. Rồi, từ từ cái đó em ạ. 2 dạ. triệu 3 xong ha. Dạ, 2 triệu 3. 2 triệu 3. Ship luôn cái chậu ha. Luôn chậu. Dạ. Dạ. Rồi, đổi luôn giúp anh ha. Cây này đẹp vui chú ơi. Đẹp rất là nặng luôn. Xích trong luôn. 30. 30. Một cây sam nữa. Cây sam. Siêu bông. Hôm nay là nguyên một cái clip sam nhiều ha. Linh dạ. Sam là nhiều. Cái này thì về mình đưa vào chậu đổ gì ha. Đó, trồng đổ. Dạ. Cây có chiều cao là 19. Tổng 18 bài qua đây là tới 60 rồi chứ. Hoành này. Cái co này thì chơi đổ là hợp lý nữa. Hoành đôi vị trí này thì nó 14. Rồi. Dạ, mã 30 này con xin giao lưu là 400 ngàn ha. Cây nó là dài luôn. Đây, cái co này chơi đổ là quá hợp lý luôn. Dạ. Nay mình về mình để như gì là đúng bài nè. Rồi. 400. Dạ, vẻ vậy. Rồi 30 400 ngàn bao xiết cho mình. Rồi, tiếp tục. 31 là một cây sam. Sông Hinh. 31. Chú anh chị mình thấy cái đường thằng đó ha, nó lộn rất là đẹp luôn. Nè, cái này là con mới lật lá ha. Vậy cho nó ra lá là ra bông luôn đó. Quái. Cái này thì đẹp. Xiết luôn cái chậu rồi cho mình luôn ha, chậu đẹp luôn ha. Rồi, cũ quái luôn. Cây có chiều cao là 27. Tán ngang là 47. Hoành của nó vị trí này là 19 ạ. Cây này cũng 650.000, xếp luôn cái chậu cho mình ha. Cây nè, da lá nên là rất là đẹp, tay cành rất là lực ha. 650.000 luôn chậu luôn em ha. Dạ. Dạ. Này, mình nặng cái mặt này, mặt bên đây nè. Đó. Rồi. 32 cũng là sông Hinh ha, sông cũng 650.000 luôn. Cái này cũng quá đẹp luôn, đúng quá dạ. Ha. Dạ già dạ. Con nó rất là già. Đặc biệt cái nó đi cái đường thân nó rất là đẹp luôn. Đây. Này cũng lật lá nhưng mà chừa lại miếng bông cho cô chú anh chị mình thấy được cái bông ha. Dạ. Cây này chiều cao là 30. Tổng cái tán ngang qua đây là 43. Hoành ở vị trí này thì nó 16 ha. 16. Dạ, 16. Rồi, rồi mã 32 này cũng là 650.000 ship luôn cái chậu này cho mình luôn ạ. Cây có củ đế. Luôn cái chậu đẹp, chậu dạ. Mới luôn ha luôn chú. Chậu mới đẹp. Khỏi mất công mình mua, mình vừa thay luôn ha. Về cái là lấy ra cái mình ngắm chơi. Cây đẹp. Rồi, đổi luôn em ơi. 33 là một cây sam 86. Chơi toàn theo phong cách ha.
586. Dạ. 86. Dạ. Chạy theo phong cách đơn giản nó tự nhiên vậy thôi em ha. Dạ, cây tự nhiên muốn sửa sao đó về mình tùy. Dạ. Ha. Cây có chiều cao là 40. Tổng cái tán bay qua đây là 50. Quỳnh vị trí nó trên đây là nó 18 ha. Nguyên bài cũ này ha, nguyên bài cũ bự. Bài cũ gần gian ha. Cây 33 này con xin Zalo là 400.000 ha. Dạ, 400 thôi. Dạ, 400 thôi. Kiểu gì đó về dạ, có thể cắt lại được luôn. Này, vãi. Dạ. Rồi 400. Rồi, tiếp tục luôn. 34 là một phao vi sam núi trái. Ôi, sam núi trái. Cây đã lên mầm sống khỏe rồi. Cây rất là lượng đẹp luôn. Cây có chiều cao là 26. Này tính phôi ngang này nó 18. Quành nó rất là to luôn. Quành nó 18. Nhất chậu. Rồi mã 34 này xin Zalo là 300.000 ha. 300 luôn em ha. 300. Cây đang lên khỏe. Lên khỏe rồi. Cây này yên tâm ha, cũ đế. Cây này rất là quành 18. Rồi tiếp tục luôn. Dễ đi nắm. 35. 35. Cũng là phôi sam núi trái. Cây có chiều cao là 30. Mình tính phôi đi. Quành này thì to ha, quành này tới 19 ha. 19. Củ đế. Cây sam núi thì nhiều nhưng mà quành lớn này cũng hơi hiếm ha. 35 này 350.000 ạ. Con bao xiết cho cô chú anh chị mình ạ. Dạ. 350. Dạ. Giá nhà vườn rất là mềm. Nó tay cành nó có mầm sống khỏe rồi. 36 là một cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc. Hồng ngọc mai đang lên bông cho mình luôn ạ. Dạ. Về mình vô dây ha, mình chơi bonsai em vô dây mình lượng nó ha. Quanh dây rất nhiều chứ. Dạ. Bông này đẹp. Cây hồng ngọc. Hồng ngọc. Cây này thì 250 ạ, bao xếp cho mình xuân cái chậu cho mình luôn ạ. Cây có chiều cao là 50 ha. Rồi, tán ngang thì rất là bự luôn, gạt chắc cũng cả 40-50. Hoành thì bằng ngón tay ha. Yeah. Rồi, cái này nhổ cỏ chưa sạch nữa nè. Rồi ba. Trồng lại ha. Dạ. 36 này 250 ạ. Quá trời bông luôn nè. Bông rộ đẹp luôn á. Rồi tiếp tục 37 cũng cây là cây sam 86 ạ. Chơi theo phong cách thì nó ra gì đó ra ha, cái tàn tự nhiên của nó ha. Nhìn nó cũng khéo. Dạ. Có củ đế luôn của chú ơi. Dạ, củ đế. Xong bẻ cái cành rớt vậy đó. Dạ. Rớt cây có chiều cao là 28. Tổng cái tán của nó tới đây là 33. Dạ. Quành này thì to ạ. Quành này tới 23. Tham 86 mà quành 23 này thì nó phải từ 4 năm nó mới bự được gì ha. Cái dòng này nó lâu lớn em. Dạ. Này có củ đế luôn. Củ đế. Rồi cái này 37 thì con xin Zalo là 300.000 ạ. Chỉ có 300 thôi. 300. Rồi. Cái này thì nữa mình nó ra nhánh cái này thì mình sẽ đệm nhẹ ra đây chút nữa thì nhìn nó đẹp hơn ha. Cái này mới vô nước dây đầu tiên. Dạ. Có 300 thôi, lấy cái cây 38 cắt thành phôi lùng lực sau này thành cây đẹp cũng được luôn. Dạ. Nó cũng là sam 86. 86. Nè, nó theo phong cách tự nhiên cây nó có sao thì mình nó rồi, bẻ gớt vô vậy nè. Dạ. Chiều cao là 34, tầm cái tán của nó đây là cũng 34 luôn. Quành thì con đo vị trí này thì nó 22 ha. Nó có cái cục đế nở ha. Rồi. Dạ, mã này 38 này con xin Zalo là 350 ạ, không bao ship cho mình ạ. À. Nó được hai nhánh nó bay bay ha. Tiếp em ơi. 350. Cây 39. 39 là một cây sam hương đây lâu ha. Cây đế 24 giờ ha. Được cái bệ đế nó nở ha. Rồi. Cây có chiều cao là 29, tổng cái tán bay qua đây là 50.
quanh nó vị trí này là 27 ha. Rồi mã 39 này con xin giao là 400.000 bao xíu cho mình ha. Dạ, 400. Rồi cũng là cây 39, cũng là cây cuối cùng của clip của ngày hôm nay ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ con những clip vừa rồi ạ. Rồi, chào xong ha. Dạ. Rồi cô chú xem ủng hộ cho xong ha, chú nhiều cây đẹp giá rẻ. Con cảm ơn cô chú đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo.